Đội trưởng Văn Quyết chấn thương nặng, chia tay v 2022. Tiền đạo Văn Quyết câu lạc bộ Hà Nội bị chấn thương, dập dây chặn đầu gối phải và cần ít nhất 2 tuần để hồi phục. Vì thế Văn Quyết sẽ không thể tham dự 3 trận đấu còn lại của câu lạc bộ Hà Nội trước khi v 2022 kết thúc. Trước đó vào chiều ngày 4 tháng 11, câu lạc bộ Hà Nội đã có chuyến làm khách trên sân của Đông Á Thành Hóa tại vòng 23 V-League 2022. Ở trận đấu này, hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1. Trong nỗ lực ở những phút cuối nhằm tìm kiếm bàn thắng, đội trưởng Văn Quyết đã có pha va chạm với cầu thủ Lê Ngọc Nam thành hóa và anh tỏ ra rất đau đớn. Sáng ngày 5 tháng 11, đội ngũ y tế của câu lạc bộ Hà Nội đã đưa Văn Quyết đi bệnh viện để chụp MRI. Kết quả kiểm tra cho thấy Văn Quyết bị đụng dập dây chặn bên phải chạy đầu gối và cần ít nhất 14 ngày để điều trị. Câu lạc bộ Hà Nội cho biết như vậy, tiền đạo 31 tuổi này gần như không thể góp mặt trong đội hình đội bóng thủ đô tham dự 3 trận đấu còn lại của mùa giải 2022. Mùa giải 2022, Văn Quyết đã ra sân thi đấu tổng cộng 19 trận trên tất cả các đấu trường và ghi chín bàn thắng, 5 kiến tạo thành bàn, 6 lần đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận. Hiện tại, câu lạc bộ Hà Nội đang có 44 điểm và đứng vị trí số 1 trên bảng xếp hạng V-League, hơn câu lạc bộ Hải Phòng đứng thứ hai với 2 điểm và đã ít hơn một trận. Hà Nội đang có rất nhiều cơ hội vô địch V-League 2022. Ở ba trận đấu cuối, câu lạc bộ Hà Nội sẽ đối diện với Việt Theo, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Hoàng Anh Gia Lai. Việc vắng Văn Quyết sẽ ảnh hưởng lớn đến sức mạnh của câu lạc bộ Hà Nội.